lại xíu đi con. Lỡ chuyến này mà kẹt khi gớt thì sao ta? Không biết. Ở lại lớp thì sao? Ở lại lớp thì mẹ buồn. Ở lại lớp thì mẹ buồn hả? Mẹ buồn nên con cố học. Mẹ buồn nên con cố học hả? Mời mọi người sáng nay đi thu hoạch dưa leo với lại hủ qua với lại nấm với chanh nha. Thu hoạch xong rồi đi làm mọi người ơi. Hôm nay thu hoạch là cũng đem cho bớt, ăn cũng không hết nữa. Trời ơi, quá trời luôn. Trời ơi, không biết nó ở đây hết chứ. Để cho anh bạn nhỏ anh trải nghiệm anh hái. Hái luôn đi con, búp búp vậy mới ngon nè. Đó, đúng rồi. Wow, được mấy tay bên đây tay nữa rồi con nè. Lúc nhiều không trải nghiệm đâu, bữa nay ít ít thì anh ra anh hái. Đó, cái này chiều nè, chiều nay nó mới to được. Bên đây cũng có nè, nó đang lú nè. Đây trái dưa leo trên đây Chăm sẽ thu hoạch luôn nha mọi người. Với lại Chăm sẽ thu hoạch cái đợt khổ qua này. Đây, bên kia khổ qua gừng. Nấm là gì con? Tế bào ký sinh hả? Bữa hôm qua này có nhiều bạn kêu á cho cái giống dưa leo chứ không phải là tại nó lai đi qua đậu biếc. Chăm cũng nghĩ vậy đó mọi người, với trái nào nó cũng ra vậy hết trơn, nhưng mà cái bịch của nó là dưa leo xanh đàng hoàng luôn. Nhìn xấu xấu vậy nè, còn non vậy nè, mà tưởng già không hà. Sáng ra mọi người có nghe chỗ Chăm có tiếng điềm điệp kêu không? Điềm điệp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời dèo trống mãi mê. Bây giờ Chăm sẽ thu hoạch luôn mấy cái trái khổ qua đèo này. Ủa lộn, khổ qua gừng này, kêu khổ qua đèo. Như khổ qua đèo thêm đắng tình em. Tình đắng ơi ly khổ qua, chàng đã đi xa như ngựa ô lạc mất kiểu vàng. Anh đưa nàng dễ dinh. Ui da, trời ơi, gớt chúng cho họ. Sương băng mai rơi trên lá rung nhẹ rung nhẹ. Ồ trong đây nữa nè, trong đây còn quả nữa nè. Đó. Trên đây nữa nè. Thơm quá trời luôn, đâu đây để mẹ cắt luôn. Đó, bên đây nữa nè. Trời ơi hai trái này mập ú nụ luôn. Ui cha, đây nữa nè. Ôi vô tới công ty rồi mọi người. Vô đây sẽ kiếm ông Tân đâu mất tiêu rồi. Ông Tân lụ đạn. Hôm qua không kêu á, hôm qua không kêu có gì cho ông ăn với nên là sáng nay Chăm hái hủ qua gừng em cho ổng nè. Nói chung là cho gì chứ cho này chắc không chịu mọi người, với thêm quả dưa leo nữa. Ổng đâu mất tiêu rồi ta. Ông ở ký túc xá Chăm cũng không biết ổng sẽ làm gì với cái khổ qua này nữa, chắc ổng luộc chấm nước tương quá. Hồi chỉ thị 15 với 16 là Chăm ở đây nè mọi người. Đây, cái phòng này, phòng có cái máy lạnh này nè. Trước khi Chăm mướn nhà trọ bây giờ thì hồi trước kia Chăm ở một mình ở trong Nam Sung. Đó. Ông ăn gì vậy? Ông lũ đạn, ông Tân lũ đạn. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn con thấy em anh đã đi tìm. Chăm mới quá chiên được ly cà phê nè mọi người. Mới quá chiên trên canteen được ly cà phê sữa đá, xong rồi lấy thêm ít đá nữa. Ngày nào uống cà phê này thì khỏi uống cà phê gói. Vô nói đi làm ai được không? Vô nói đi làm ai được không? Ơi trời, con trai của mẹ đây rồi. Vô làm ai được không? Tôi có học lấy 9-10 không kìa, làm mẹ mắc cỡ chết luôn. Có điểm. Gì thi toán là có điểm liền luôn hả? Em mới được thi được. Có 10 điểm hả? Rồi tiếng Việt mấy? Ngày mai được nghỉ. Ủa ngày mai được nghỉ? Ngày mai được nghỉ một ngày. Ngày mai được nghỉ thì mẹ vẫn phải chở ra cô Hồng chứ. Rồi to rồi môn gì nữa? Tin học mấy điểm? Tin học 9. Ủa là trời, tin học 9, anh văn 9, tiếng Việt mấy? Tiếng Việt chưa biết. Trời ơi, vậy rồi thôi, tiếng Việt mà 8 điểm là ghét rồi. Ngày mai anh bạn nhỏ được nghỉ, cho nên là bây giờ quyết định sẽ chở anh bạn nhỏ đi đu đưa. Cũng là đi đu đưa nhưng mà nó lạ lắm mọi người ơi. Đang vô cái khu An Nông. Bây giờ Kiệt muốn ăn gì đây? Hả? Bây giờ Kiệt muốn ăn gì mẹ dẫn đi ăn cái đó.
có bò hào sốt cay kìa, sốt phô mai. Ăn bò hào nha, ok không? Chiều nay cho anh bạn nhỏ ăn ngoài luôn mọi người. Vô đây, mẹ sẽ cho con một bữa ăn thịt bò. Trời ơi, công tình nuôi hồng năm trời phải có kết quả đàng hoàng chứ. Không cần giỏi, miễn lên lớp rồi. Mẹ chỉ biết con nhiêu điểm là con lên lớp rồi đó. Vậy con bé à, vậy là giờ chuẩn bị đi mua sách lớp 4 nha. Vậy về mẹ dặn cô mua sách lớp 4 cho con không nha. Quá trời chén luôn. Kim chi, bơ, nước chấm. À, có phô mai nữa nè Kiệt nè. Wow, có chén nước sốt nữa nè. Cái này là chắc để một hồi để bỏ vô trong thịt bò đó mọi người. À, có thịt bò nè, có hàu nè. Ôi, bánh mì nóng hổi luôn mọi người. Nhỏ nhỏ xinh xinh nè, nó nóng cực nóng luôn á. Còn nóng luôn nè. Rồi, sẽ cho bơ lên luôn đó. Thiệt á, ta nói đoạn này phải về nhà ghi âm đó mọi người. Ở ngoài cái chỗ ăn ta nói nhạc nó sập xinh, không khí tân hôn, lịnh đình, ai nấy thì thầm chuyện đôi mình. Đó, trong đầu có một anh đẹp trai. Đó, đẹp trai mọi người, nó rất là đẹp trai nha. Lại bắt đầu là sơ chế giùm hai mẹ con chăm. Là bắt đầu anh sẽ vô cho các nguyên liệu rồi vô theo thứ tự đó mọi người. Trời ơi, đoạn này quay vậy chứ có dám mở đâu, âm thanh sợ vi phạm bản quyền mọi người ơi. Nhạc người ta mở y xèo hết trơn, là toàn nhạc mà mấy bài hit ở trên mạng không. Tức là trong vô đây xong rồi bên kia nó mở nhạc thôi, sợ bị vi phạm cộng đồng ghê luôn á. Đó thì ra quán mà bây giờ đâu có thể nào nấu theo những gì tổ tiên mách bảo được, phải nấu theo công thức nha mọi người, phải công thức của chủ quán. Nó A theo A, B theo B. Đó, khúc này trong kêu anh đập đại đi, anh đập cho bể cái bàn cũng được, đập một gà cho bể cái bàn cũng được, ông cười quá trời luôn. Ôi là trời, cái đoạn rưới nước sốt nè mọi người thấy phái phái chảy nước miếng chưa? Nước miếng ta nói nó lòng thòng nhiễu nhão tới lưng quần luôn á trời. Rồi ta nói về tới nhà edit video mà nước miếng nó còn nhiễu luôn á. Tới quán ăn trước rồi hả? Hả? Từ từ đợi xíu đi con. Cái đoạn này chăm nhờ một cái cô gái rất là đẹp gái, đẹp gái ngang ngửa cỡ Hí Kiều trong chuyện Kiều của Nguyễn Du luôn á mọi người. Em ơi, em qua em tắt cái quạt giùm chị Trâm được không? Thôi tắt cái quạt. Chờ không được hả? Chờ không được nên là bắt phải ăn cây nóng trước hả con? Cho nó chưa chín nè mọi người. Con thổi nóng đó, phô mai nó kéo sợi đó, ghi. Nè, gấp thịt gấp hàu ăn đi, nó chín nè con, nhét bánh mì á. Ngon không con? Ngon không? Ừ, hàu đó, ăn đi con. Ngon hả? Sạch máng luôn rồi. Hên ghê mọi người, tới lúc này nhạc tắt rồi. Xong, hai mẹ con Trâm đã xong. Tổng thiệt hại 209k. Còn bụng dạ nào trước đó mọi người. Ổng ăn cho đã cái nư ổng xong ổng kêu mẹ về ghiếp đi để nhà ổng biết con Si nó có nhớ mình không nữa. Là trời. Si mà nó biết nhớ ai. Nhớ rồi. Nhớ đồ ăn nữa hả? Nhà có hạt rồi, có cá nữa. Hồi nãy Trâm vô đây á nhạc y xèo luôn, giờ vẫn còn nhạc kìa mọi người. Trời ơi, sao bánh bao gì mà đẹp quá trời luôn nha trời. Trâm phát hiện ở đây có bánh bao rất đẹp. Á, à, có con gấu nữa kìa. Ủa là trời. Nhưng mà cái bụng Trâm no quá trời, em sao bây giờ anh kêu đi mua trà sữa cho anh bạn nhỏ được, cũng được phải không? Ờ, dạ thôi vậy cô lấy chân trâu đó đi nè. Cô Giang lại đi câu hỏi kìa. Giờ con chịu ăn nhiên phô mai không? Ở trong có phô mai không? Chịu không? Chịu chỉ chân trâu thôi. Cái xanh nó chịu đó. Anh bạn nhỏ từ nhỏ tới lớn là không mê đi ngựa luôn á trời. Không có mê luôn á mọi người, chỉ mê đi xe điện đụng một lần hai lần gì đó rồi thôi đó, chứ đi ngựa là không phái luôn á. Si ơi, sao Si đâu không lên tiếng ta? Si ơi. À, anh Kiệt sợ Si ở nhà nhớ. Nhớ không? À, trời ơi con về, mẹ con mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái kìa, sao hả? Anh thi được 10 điểm nhân mày. Nay anh thi được 10 điểm nhân mày nữa. Nay anh thi được 10 điểm nhân mày. Ghê không? Ở đó, nó mừng kìa, nó nằm kìa. Trời ơi, mẹ tắm rồi, sạch rồi, đừng có lăn cái đây dơ. Vô đi con. Vô mẹ thương. Về tới nhà rồi mọi người, hai mẹ con ăn no bụng về tới nhà. Tiết mục khoe điểm bắt đầu. Mưa hả? Vậy không có mưa ba. Hai anh em làm gì vậy? Hả? Si đang điện ba. Ba là Si.
Rồi ăn trái cây cái đi. Con đi. Tình hình là hai mẹ con đã rất là no rồi mọi người, cho nên bây giờ về nhà rồi khỏe rồi. Tối nay là anh không có học bài học dở gì cho anh relax. Thế luôn cô chú anh chị. Cho máy bay mọi người nha. Một hành trình dài. Nuôi con ai cũng mong vậy đúng không mọi người? Hồi xưa cha mẹ mình nuôi mình cũng vậy. Miễn nó học tốt là được rồi. Học tốt rồi. Lỡ chuyến này mà kẹt khi gớt thì sao ta? Không biết. Ở lại lớp thì sao? Ở lại lớp thì mẹ buồn. Ở lại lớp thì mẹ buồn hả? Mẹ buồn rồi mẹ buồn nên con cố học hả? Quay mẹ ôm hôn miếng anh. Ráng học anh con. Nha. Cô Si nó làm tắt đèn rồi mọi người. Nếu mà ông ngoại còn sống á, nếu mà cha chăm còn sống mà nghe mà thi kiệt mà thi 10 điểm là cha vui dữ lắm. Cha mừng ơi là mừng luôn á. Ít bữa cấp sổ đỏ với Si thiệt chứ, thiệt á. Nó làm tắt đèn ở dưới nhà dưới. Chân ga khô rồi. Nãy Trâm mới lau nhà dọn nhà xong đó mọi người. Về dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chiều nay không có nấu ăn, cho nên về làm cũng rất là nhanh. Bây giờ thì nghỉ xả hơi. Đó 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 đó. Hồi nãy giờ con trốn ở đâu? Hả?